cùng tìm hiểu The Red. Sát nhân The Red có tên là Philip Ozomo. Anh làm việc ở một bãi phế liệu nhỏ nơi mà các doanh nghiệp hối lộ cảnh sát để hoạt động mờ ám. Nhưng anh ta không quan tâm và cũng không tham gia. Công việc hàng ngày của anh ta là sửa xe và làm việc với máy nghiền. Hắn làm rất tốt công việc này khi một chiếc xe được đưa vào đầu ra chỉ là một khối kim loại. Mãi cho đến một ngày tình cờ anh thấy một số máu đến từ một trong những chiếc xe không bị nghiền nát. Khi anh mở dương, anh tìm thấy một người đàn ông trẻ bị bịt miệng và bị trói tay với đôi mắt đầy hoảng hốt. Ozomo giải phóng anh ta chạy được 3 mét trước khi ông chủ Ozomo cản lại và cắt cổ. Ozomo đã yêu cầu một câu giải thích tại sao ông chủ lại làm vậy. Ozomo đã yêu cầu một câu giải thích tại sao ông chủ lại làm vậy. Nhiều hay ít xe thì mỗi xe đều có một linh hồn trong đó, và đây là dịch vụ phế liệu cung cấp cho một số khách hàng. Do bị đánh đồng như vậy, Ozomo tức điên lên và bắn chết ông chủ của mình và đem bỏ vào máy nghiền. Sau đó hắn bỏ đi như một kẻ tàng hình.